Clip nó dài quá nên em chuyển sang một clip khác. Đây là một con Vanbot, hãng cũng rất là nổi tiếng của Nhật, VGB3Q. Đây, dòng này là dòng đầu cổ, cũng là kim loại anh em ạ. Em đo thử cho anh em xem đầu kim loại này thì cao bao nhiêu. Cao 58 cm, cao 58 cm. Con này có tay quay. Đây, chiều đứng này không là đã là 85. Con này cũng hai chân nhá, hai chấu. Con này cũng rất đẹp, khung nhôm. Đầu này là có cả đầu đầu nhọn hoặc là vặn ra để vào xuống sàn đá men thì các thứ là chống trượt. Và có ngoài có hai cái loại. Đầu này cũng là đầu dầu anh em nhé, đầu dầu. Con này 1m56. Con này 1m56. Thế em chuyển sang con Sony. Con Sony này là cũng là cái dòng chuyên dụng. Thì không biết là cái tay quay này, những cái phím bấm này của em thì không biết là còn sử dụng, không dám chắc sử dụng được không. Thế nhưng mà em nghĩ là nó cũng có những cái nút bấm ở đây thì nghĩ là cũng sử dụng được. Đây thì chỉ có cắm vào điện thoại hoặc là máy ảnh có thể sử dụng được. Và con này thì cái tay cầm ở đây nó cũng là dòng chuyên nghiệp, khung là khung hợp kim nhôm nhá. Đây là khung sắt thép này, đây là thép này, đây là sắt này, và đây cũng là bằng sắt đây, nhưng mà không, cái này cũng do là nhôm thôi. Đây ba cái dòng này là nhôm, còn ba con slip này thì là bằng sắt, đầu cổ nhựa, cổ thép đều là trợ lực hết, trợ dầu hết nhá. Đây con này cũng trợ dầu rồi. Đây anh em xem nó rơi từ từ. Đấy, nó rơi từ từ. Để em quay clip đo con này. Con này để trạng thái như thế này là 55. Thực sự ra thì con này nó nhiều cỡ lắm. Đây này, nó có thể nằm dẹp xuống theo cỡ, theo của chõi hết cỡ đây. Cho chõi hết cỡ của nó thì nó chỉ rơi vào tầm 45 thôi. Đấy, đây anh em xem này, nó chõi hết cỡ đây. Thì nhìn cái chân của nó có cái khóa ở dưới này và đưa lên theo yêu cầu của mình. Đấy, đưa theo góc độ của mình. Mình muốn ở góc độ nào cũng được. Đấy. Và sẽ có cái tay cầm ở đây. Đấy, tay quay lên. Con này thì cũng hai chấu anh em nhé, hai chấu. Đây em sẽ đo xem, con này cũng hai chấu, em đo xem nó dài được bao nhiêu. Con này chân dài đấy, con này giờ được 1m6 chứ, chân dài lắm. Đúng rồi, 1m65 anh ơi, 1m65 nhé. Ngoài ra thì nhà em vẫn còn cũng rất nhiều, vẫn chưa bỏ ra hết được, nhưng mà toàn dòng đỡ được chọn lọc nên đâm ra là còn rất đẹp, còn rất đẹp. Anh em nào quan tâm thì alo hoặc vào số Zalo của em để cho xem thêm ảnh chi tiết nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em. Em còn con Hakubu này.
còn ven bơn kia khung hợp kim nhôm, con này cũng hợp kim nhôm và rất nhiều con ở góc kia, nhà vẫn còn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh em.